Gia đình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẵn dịp mình đóng hàng một lô hàng niềm vỡ gửi về cho chị khách ở miền Tây á, thì mình giới thiệu về vài giống cây tại vườn mình mà chị khách đặt để có cả nhà cùng nhau xem tham khảo nha. Đó là cây thứ nhất mà chị đặt, đó là một cây lựu đỏ Ấn Độ đang ra hoa kết trái nè cả nhà, quá trời luôn nha, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái lựu này thì gốc to rồi nên sẵn sàng cho trái bất cứ lúc nào. Ở đây mình cũng có thêm một cây lựu đỏ Ấn Độ nè. Lựu đỏ Ấn Độ thì cực kỳ là ưa nắng nha cả nhà nha, rất là ưa nắng. Thì mình có bạn cả nhà nhìn thấy nè, cây này là mình trồng trên sân thượng nè, nhiều nắng nè. Còn cái này thì hơi bị cây bên trồng bên dưới đất và cây nó bị hơi bị phủ nắng đó, nên thời gian gần đây hơi có nắng nè, hôm nay mưa á thì nó không được tùm bằng cây này. Thì cây này hôm nay mình bắt đầu mình đem mình giữ được vài ngày thì bắt đầu ra đọt non nè, bắt đầu ra thêm bông quá trời nè, sẵn trái luôn cả nhà nha. Lựu đỏ Ấn Độ. Cái mâm sao đỏ này ra trái màu đỏ rất là dễ ra cả nhà, cao khoảng chừng 80 cho đến 1 mét là bắt đầu cho trái. Trái mình đầu mình dầm dầm nước đá uống rất là ngon, thơm mùi như xịt tin vậy đó, và ăn thêm đường vô uống ngon lắm cả nhà ha. Chỉ đặt thêm một cây ổi, hai cây đỏ, ổi đỏ trân châu. Loại này cực kỳ thích hợp là trồng chậu nha cả nhà, trái ra quanh năm luôn. Thì mình cũng có một cây mình trồng thử nghiệm rồi đó, nên mình biết là cây này trồng rất là ok cả nhà nha, trái ăn vừa giòn vừa ngọt đó. Đây nè, sẵn trái hết luôn cả nhà nha. Đó. Tiếp theo thì chỉ đặt một cây Lekima Thái Lan. Cây này thì bữa hổm rất là cao thì mình đã cắt đọt đi, bớt đi nè, để bắt đầu cho ra cái tán nó tùm ra nữa, bắt đầu sẽ ra hoa trái, ra hoa cái trái cả nhà ha. Lá nào có sẽ có già thì mình cứ việc mình lặt, đừng có ngại. Cây cây ăn trái này nọ thì nó rất là thích là lặt đi những cái lá già và cắt tỉa đi cả nhà ha. Thì nó sẽ ra thêm đọt mới và ra hoa cái trái thôi. Chỉ thích thêm cây sung Mỹ nè. Sung Mỹ quá trời trái cả nhà. Ở đây mình có hai loại sung Mỹ, chỉ đặt 5 cây sung Mỹ loại trái màu nâu và một cây sung Mỹ loại trái màu tím tím cả nhà ha. Trái này màu tím này đặc biệt là này giống là giống Aquira cả nhà ha. Aquira. Thì giống này là sung Mỹ, trái nó không có to bằng trái màu nâu nhưng mà ăn rất là ngọt và thơm cả nhà nha. Rồi, chỉ đặt thêm táo Thái. Táo Thái là rang ra bông đầy cây cho cả nhà ha. Cái này khoảng chừng tuần lễ nó là ra trái, đậu trái ngon lành. Đây. Chị cũng thích thêm một giống táo mà lạ lạ nữa thì mà chỉ đặt cây táo Tàu cả nhà nha. Cái táo Tàu này của mình nè, tán tùm luôn nè và đang ra cái đó, đây nè. Cái gốc nó rất là bự cả nhà nha. Đó. Gốc rất là bự, gốc to lắm. Cây này của mình ra mấy đợt trái rồi. Bây giờ về nhà nếu mà muốn ra trái táo Tàu thì mình ép trái bằng cách là mình sẽ lặt hết lá. Nó sẽ ra đọt non và nó sẽ ra bông cả nhà nha. Rồi. Tiếp theo chỉ đặt một cây cây này cà vip nha. Cây này là cây nho thân gỗ 12 vụ ha. Đây, cây này thì trái ra quanh năm nha. Trái quanh năm luôn. Đó, trái cả nhà nhìn nè, đã lắm. Trái này đó, đầy cây hết, từ gốc qua tới ngọn luôn. Cây này trồng càng lâu thì trái càng nhiều và càng to và giá trị nó càng ngày càng cao ha cả nhà nha. Đây, đó thì cây chỉ đặt là bao nhiêu đây cây thôi, thì cả nhà ai có thấy cái thích loại nào hơn nữa khác nữa thì mình cứ nhắn gia đình nha. Rồi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật là tốt lành nha.